Niềm ảnh hào của xưa trang dụng chi chính nhãn của sáng sử y xuôi. Cậu chị nghe rồi mà chị chưa hiểu. Em dịch giùm chị luôn đi. Dạ em chào chị Cát Tường và toàn thể mọi người bạn gái bên kia. Em tên là Trương Vinh Tuấn, năm nay là em 32 tuổi. Tuấn người Hoa hả cưng? Dạ em người Hoa. Nhưng mà mình sinh ra ở đâu? Dạ em sinh ra ở Việt Nam luôn. Sinh Việt Nam luôn. Nhưng mà ở trong nhà thì có nói tiếng Hoa không? Dạ cũng ít nói lắm chị. Ít nói, hèn chi nói tiếng Hoa chậm. Rồi nói tiếng Việt rành không? Dạ tiếng Việt rành. Sao nói tiếng Việt cũng nghe chậm vậy? Tôi tưởng nói tiếng Hoa không rành, tiếng Việt không rõ luôn, chắc chết quá à. Dạ tại em run quá. Hít thở, có gì đâu mà run. Bạn gái mời em đi khách sạn. Lúc mà chuẩn bị đi thì mẹ gọi về nhà. Ai mẹ ai gọi? Mẹ em. Mà em có định đi khách sạn không? Dạ cũng có, em với bạn gái cũng có chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị gì? Chuẩn bị tức là không chuẩn bị đặt đi phòng. À chuẩn bị đặt phòng vô khách sạn hết rồi. Dạ. Mà bạn gái rủ. Dạ. Bạn gái nói sao? Thì bạn ấy nói là hôm nay muốn đi khách sạn. Thay đổi không khí. Không khí khách sạn đã lắm. Đúng rồi. Tự nhiên mẹ gọi cho ác nhân vậy trời. Thì mẹ gọi thì em nói là em đang có việc quan trọng cho nên khoảng 2 tiếng nữa hãy gọi lại. Xong rồi mẹ cứ giống như là gọi liên tục á, thì em nghĩ là ở nhà xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cho nên em cũng hoang mang quay về nhà sớm. Trời ơi, rồi cuối cùng mẹ gọi làm gì? Dạ gọi về gửi hàng. Trời ơi thiệt, mẹ làm ngãn nhiên con. Ủa rồi sau đó vậy cái chia tay luôn hả? Không vô được khách sạn chia tay? Không, thì sau cái chuyện đó thì bạn gái cũng giận. Đúng rồi, ta đặt phòng hết trơn rồi. Xong rồi thì ta đã bỏ lời nữa. Cảm thì nó cũng bắt đầu có rạn nứt đó chị. Vậy là này lỗi tại em chứ không phải tội bạn gái. Ủa vậy thì mắc mớ gì em chủ động chia tay? Người ta phải chủ động chia tay với em chứ. Thời gian sau thì em thấy em coi Facebook thì em thấy cổ cũng đi cũng nhiều quen người khác rồi. Coi như là coi như quen năm chưa có làm gì hết trơn. Đó là lần hẹn vô khách sạn đầu tiên đó. Dạ. Trời ơi ác nhân dễ sợ. Hẹn vô khách sạn đầu tiên con gái người ta đặt phòng rồi cũng không được nữa. Vậy rồi ngoài cái vô khách sạn chưa làm rồi có nắm tay hôn hít gì nhau lần nào chưa? Dạ thì hôn bạn gái chưa? Hết trơn á. Thôi mình chưa hiểu nhau, mình chưa có cái cảm xúc gì hết. Bây giờ nè phải cố gắng nuôi dưỡng cảm xúc cho điện nó chạy nè. Mở cánh cửa này ra anh nhìn thấy cổ anh thấy sao? Dạ thấy cũng dễ thương. Có chút xíu sao xuyến nào chưa? Dạ có chút đỉnh. Có chút đỉnh. Thế em cảm nhận anh chàng còn jean này sao? Em thấy anh trẻ hơn so với tuổi. Trẻ hơn tối tuổi. Em 32 cân nhiêu? Em 27. 27 tuổi này hợp rồi đó, được rồi đó, tiến tới hôn nhân được rồi đó, quyết liệt lên nha. Dạ. Để đừng để người ta nói mình bê đơ nha, mạnh mẽ lên nha. Bây giờ Tường dành riêng cho hai bạn một không gian để chàng trai của chúng tôi